Mỗi khi mùa hội về, người Tây Nguyên lại truyền tai nhau về một câu chuyện của một người siêu anh hùng dám đứng lên chống lại cái ác, bảo vệ cho tình yêu, gìn giữ cho buôn làng. Và đó chính là người đầu tiên minh chứng cho câu nói dùng đá chọi trứng. Tao là tổ trưởng giàu nhất cái vùng đất này. Người nào theo ta thì xuống, bướng với ta thì chết. Nhiều tiền để làm gì? Đi. Đăng Trang, có chuyện gì? Tao tức quá, chúng nó bắt ơ mị của mày đi rồi. Có không giữ, mất đã phải đi tìm. Đâm Săn được tin, bèn lên đường đi tìm vợ của mình. Chàng vượt qua bao nhiêu ngọn núi, băng qua bao nhiêu cánh rừng, cuối cùng cũng đến được buôn của Mờ Tao Mờ Sai. Mày xóa đi, nhà tao có cho chứ. Gan nó to bằng trời, không dám dẫn xác đến đây đâu. Mờ Tao Mờ Sai, mày bắt thơ mị của tao, trong khi nhà tao thì còn bao việc. Làm thế tao không vui. Vợ nhiều để làm gì? Ta còn đang bận ôm ấp vợ nhà ngươi đây này. Thơ mị, nàng có thương ta không? Để ta còn về lấy hơn nữa. Ta không muốn làm vợ nó đâu. Chẳng phải mày bảo mày thích cứng hơn mềm sao? Cầm mềm để mà còn dùng, cứng để gác xô bếp à? Mẹ, cái thằng nhà mặt phố, bố làm to như mày thì để tao truy. Tao thách mày đọ súng với tao. Mày đến để khoe thông thạo hay gì? Quân tử đấu khẩu không đấu sức. Mày thích thì tao xin chiều. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Hơ Mị được chứng kiến hai cảnh người đàn ông như hai con báo đen to khỏe. Họ đọ súng với nhau chỉ vì một người phụ nữ. Mờ Tao Mờ Sai nhảy múa đến đâu thì dân làng cười ngả nghiêng đến đó. Còn Đâm Săn, một bước nhảy qua mấy đồi tranh, một bước lùi qua bao đồi mía, hai bên múa quạt quẩy tưng bừng ròng rã mấy ngày trời. Đâm Săn, kéo. Nếu con muốn giết được nó, hãy dùng combo của ta, và nên nhớ kết liễu nó bằng nộ long. Sau khi được thầy tu mù giúp đỡ,
chàng đã trở thành người anh hùng cứu mỹ nhân đầu tiên trong truyền thuyết và là người anh hùng có siêu năng lực duy nhất thời bấy giờ. Còn Mờ Tao Xây đã hóa kiếp để trở thành chúa tể của những chiếc sừng.